truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Anh chị em có lâu không? Anh cũng mới tới à. Thôi em lên xe đi. Nhưng mà mình đi đâu vậy anh? Anh đã nói rồi, đi rồi sẽ biết. Bí mật. Đi. Được chưa? Dạ. Anh chạy nha. Đường này cũng bán nhiều đồ ăn. Tối á, đông lắm. Tối qua đây bao giờ chưa? Đây còn bút Grab đi nữa chứ. Lãng phí thiệt á. Em học ở trường nào vậy? Dạ, cái trường lúc nãy mà anh ấy á, anh rước em á, trường của em là trường ngôi sao. À. Nghe nói trường đó là uy tín lắm đúng không? Dạ. Đi đâu vậy anh? Sao lại lại đây? Đi với anh rồi sẽ biết. Có an toàn không anh? Cứ đi rồi sẽ biết mà. Em có thấy cậu bé đang ngồi đó không? Anh nói cậu bé mặc áo hồng hồng á hả? Đúng rồi đó. Ừ, mà sao anh? Mấy hôm trước vô tình anh biết được hoàn cảnh thiệt của cậu ấy. Hoàn cảnh gì? Ba cậu ấy mất rồi. Mẹ thì bỏ đi, còn hai anh em đang sống chung với bà ngoại già yếu. Mỗi ngày cậu ấy đi bán vé số, không có điều kiện đi học như người ta. Thiệt luôn hả? Nhưng mà anh thấy được cái sự khát khao đến trường của cậu ấy mãnh liệt như thế nào. Anh không giúp gì được nhiều, nhưng mỗi ngày anh đến đây mua bánh kẹo và sách vở cho cậu ấy. À em, gì đấy? Thay vì em tặng cho anh cái ba lô này, em có thể tặng cho cậu ấy không? Bộ cậu bé đó đáng thương đến vậy hả? Với lại cái ba lô này là của bà xã anh tặng anh lúc anh mới chạy xe. Nó cũng phong thủy lắm, anh chạy xe thấy nó may mắn. Nên dù nó rách nó cũ anh cũng không bỏ nó đi đâu. Em cứ yên tâm, tặng ba lô này cho cậu bé nha. Nếu vậy á thì mình đem ba lô này đến tặng em bé nha. Ừ. Đi đi. Quanh. Đứng lại. Anh thích ra. Ủa, cái tôi nói cho con biết. Trời ơi là trời. Cái gì con vậy? Con gái chưa con mà đi cặp kè với người có vợ. Này này này, tôi nói cho nghe nè. Tính phá nát hạnh phúc người ta hả? Tính cho người vợ không chồng, người con không cha hả? Nè, còn anh, anh đừng có trả lời tôi. Anh có vợ rồi mà anh đi lăng nhăng. Anh có biết là vợ của anh đang trong anh ở nhà không? Hả trời, nhìn cái mặt anh là tôi biết rồi. À, anh không biết cấm bao nhiêu cái sừng vô mặt của vợ anh rồi không? Trời ơi, hai người mà đi với nhau hả? Rất là nhiều người đau khổ chứ. Nè, anh em xin lỗi nha. Anh cho em 5 phút thôi, em giải quyết chuyện này. Biết. Nè, đục có kéo tôi. Nè, hai người á sợ tôi tiết lộ thông tin tính giết tôi chứ gì. À, tôi không hề sợ đâu nghe chưa. Này, tôi nói cho mọi biết, tôi sẽ cho mọi người biết cái bộ mặt thật xấu xa của anh. Anh bây giờ nghe anh không có nói gì trơn á. Tôi sẽ đăng 100 status trên Facebook, Zalo, Instagram cho anh khỏi hành nghề xe ôm luôn. À, tôi nói cho biết. Còn anh, trời ơi trời, tôi không ngờ tình cảm bấy lâu nay á là bằng. Anh nghe tôi giải thích này. Tôi nói xong rồi đã. Tôi không ngờ tình cảm sống chung bấy lâu nay không bằng một người mới quen. Nè, chắc chị hai và ba mẹ sẽ đau khổ lắm khi biết cái chuyện này. Nè nè, tôi với Tuấn Kiệt sống chung với nhau rồi nào. Nè, sống chung nhà mà sống chung hả? Anh, để tôi giải thích. Không có giải thích cái gì hết trơn á. Anh, cho anh giải quyết chuyện này nha. Nhanh lắm, 5 phút thôi. Bà nè, Kiệt đi vô công viên này làm cái gì vậy? Tôi đi chơi đó. Đi chơi gì? Xạo, theo dõi tôi đúng không? Cái gì? Theo dõi hả? À, tôi chỉ đi theo anh thôi. À, chị hai và ba mẹ rất lo lắng cho anh. Với tư cách là một người thân á, tôi đi theo để bảo vệ an toàn cho anh thôi. Nè, Tuấn Kiệt đây là một siêu nhân cứu độ thế giới. Còn anh ta không có cửa.
Nếu như mà rảnh rỗi quá thì ở nhà học bài đi, hoặc là làm bài tập đi. Như vậy á hả, thì ba mẹ với thầy cô sẽ không có lo lắng gì Tuấn Kiệt. Ở đó mà làm siêu nhân rảnh rỗi hả? Cái gì? Siêu nhân cứu rỗi thế giới hả? Thôi đi, cái chuyện đó để người khác lo nha. Ai lo? Thì chuyện của ai người đó lo. À còn nữa, tụi tôi á, à không phải, tôi với lại cái anh rap bài đó đó, định đem ba lô lại nè, tặng cho cậu bé đó, thấy chưa? Mới đi ngang qua, nghe ba câu thôi à, suy nghĩ lung tung, ăn nói lung tung, hàm không? Ê, quanh. Hai em. Dạ, xin chào chị. Em tên là gì? Dạ, em tên Tí. Con chó này dễ thương quá ha. Dạ. Nó ngủ rồi. Dạ. Tại nãy giờ nó buồn ngủ quá, nó đi theo em nó mệt lắm á. Hồi nãy em xin lỗi nha. Em không biết. Không biết con ổn mà, đúng không? Không có gì, chuyện này tôi gặp hoài mà. Nhưng mà tôi mới có vợ chứ chưa có con. Nè, tôi cũng không có xài Facebook hay Zalo, Instagram gì hết á. Cậu có đăng hình hay status tôi không biết đâu. Ê, cảm ơn anh nha. Tôi chưa có thấy ai như Kiệt luôn á. Không còn lời nào có thể diễn tả được nữa. Ủa, em cũng bán vé số nữa hả? Dạ đúng rồi. Ồ, ngày em bán được nhiều không? Dạ, ngày thì tùy thôi chị. Có ngày thì bán được nhiều tờ, còn có ngày thì bán được có vài tờ. Vậy em có đi học không á? Dạ không, hôm nào em cũng đi luẩn quẩn quanh đây để bán tờ giấy số này thôi. Ồ, chắc là em muốn đi học lắm hả? Dạ đúng rồi chị. À đúng rồi, chị có cái này cho em nè. Em mong cho. Đây, chị có mấy cuốn tập với lại cái ba lô này nè. Đó, chị tặng cho em. Trời thôi, em không quen chị. Em không có nhận được đâu. Trời, cái gì mà đâu mà không quen. Nè, chị nói cho em nghe nè. Chị quen với chú này. Đó, em quen với chú này. Theo tính chất bắt cầu thì hai chị em mình biết nhau. Đó, em hiểu chưa? Đơn giản vậy thôi à. Em nhận đi. Đúng rồi. Dạ. Em cảm ơn chị. Em ngoan đi, xong rồi mai mốt lỡ đâu em đi học. Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị nha. Từ nay trở đây là em được đi học rồi đó. Em ráng học được tốt nha chứ. Dạ. Bây giờ em chào anh chị nha. Em chào chú. Giờ con phải đi bán vé số rồi. Vậy thôi em đi đi. Con dạ. Đi nha. Mê. Nhỏ thấy vậy mà thương. Nó ngoan quá anh ha. À mà thôi, trễ rồi, mình về đi. Thôi, anh về trước đi, em về với Tuấn Kiệt được rồi. Dạ. À, vậy anh về trước nha. Dạ, anh về. Đặt kêu, anh về với Kiệt được rồi, tôi không chở về đâu đó. Cái gì mà không chở? Đã sai rồi còn lên mặt hả? Được, đợi tôi một chút nha. Tính làm gì tôi, còn lâu tôi mới sợ á. Ghét. Làm gì á? Điện ai hả? Dì nghe nè con. Dạ cô hả cô? Dạ tối hôm qua hả cô? Tuấn Kiệt lo chơi game không có lo học bài á. Cho nên là sáng nay được có 3 điểm mà cô ơi. Alo, alo mẹ. Tuấn Kiệt. Không có đâu mẹ. Con hay lắm ha. Con ở ngoài đường luôn đi. Mẹ cấm con không được chơi game một tuần đó. Mẹ. Trả điện thoại lại cho tôi. Cho bà hết trơn á. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Trời ơi là trời. Sao sao má cho tôi có vậy? Đâu anh? Bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.